Trường Đại học Anh Quốc tại Việt Nam tổ chức ngày hội với chủ đề Tương lai vẫy gọi nhằm giúp các em học sinh và phụ huynh tìm hiểu về cơ sở giáo dục đào tạo mới này. Ngày hội nhằm giúp các em học sinh trung học phổ thông hiểu hơn về những ngành nghề mới, đòi hỏi sự sáng tạo, qua đó giúp định hướng và phân luồng học sinh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Tại ngày hội, các bậc phụ huynh và các em học sinh đã được đi tham quan và khám phá cơ sở vật chất hiện đại cùng khuôn viên rộng 65 hectare của nhà trường. Nơi đây được đánh giá là cơ sở giáo dục đẳng cấp quốc tế với tổng thể kiến trúc hiện đại, trang thiết bị cao cấp, đồng thời tận dụng tối đa không gian xanh và gần gũi với thiên nhiên. Tại đây có thể tổ chức nhiều hoạt động học tập và ngoại khóa đa dạng, tăng cường hiệu quả giáo dục. Đặc biệt, khu phức hợp nhà hàng, khách sạn độc đáo được xây dựng nhằm mang lại cho sinh viên khối ngành du lịch và khách sạn trải nghiệm học tập thực tế và chuẩn mực nhất, giúp sinh viên phát triển toàn diện. Tại chương trình, các em học sinh còn được trải nghiệm cuộc sống của những sinh viên quốc tế thực thụ thông qua các lớp học thử miễn phí theo phong cách giáo dục Anh Quốc. Chương trình được thiết kế để giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về thị trường việc làm và triển vọng nghề nghiệp tương ứng của sinh viên trong từng ngành học, giúp các bạn lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân. Đây là lần đầu tiên em đến ngôi trường này. Em thấy đây là một ngôi trường có thể nói là rất là tiện nghi và đầy đủ cơ sở vật chất rất là tốt. Và với không khí thoáng mát, đây có thể là một môi trường gọi là môi trường học tập tốt nhất cho mọi người. Và em mong muốn là nếu mà có thể thì em sẽ đến đây học rồi. Em cảm thấy đây là một ngôi trường có cơ sở vật chất rất tốt. Lượng giáo viên rất là toàn là người nước ngoài và em nghĩ là họ cũng dạy khá là rất là tốt và em mong muốn là mình có thể học tập tại ngôi trường này. Bên cạnh những hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh, ngày hội còn mang đến những thông tin hữu ích cho phụ huynh về các bước cùng con chuẩn bị chọn ngành, chọn nghề cho tương lai, giúp phụ huynh chọn lọc thông tin chính xác và định hướng nghề nghiệp phù hợp cho con em mình. Hôm nay là chị đi cùng với con trai. Chị cũng rất là thích cái trường này từ mấy năm trước. Thì con thì năm nay mới vào lớp 12 cho nên là chị cũng đang định hướng cho con nó vào đây. Em mới đã định hướng thôi nhưng mà sau khi chị đến đây chị tham quan chị rất là thích ở đây. Ở đây cơ sở vật chất nó khang trang rồi là các lớp học ở đây nó cũng rất là hiện đại. Giáo viên ở đây thì chị được biết là 100% giáo viên nước ngoài. Là chị cũng thấy đây là cái môi trường tốt cho con nó phát triển. Đấy, và đây nó cũng chị cũng tìm hiểu có một cái ngành con chị thích là ngành công nghệ thông tin. Hôm nay là một ngày đặc biệt vì đây là lần đầu tiên chúng tôi được chào đón hàng ngàn học sinh đến tham quan và trải nghiệm nền giáo dục Anh Quốc tại Việt Nam tại cơ sở mới Eco Park. Trường Đại học Anh Quốc cùng với khuôn viên mới ngay đằng sau tôi đây không chỉ cung cấp cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế, cơ hội trải nghiệm chất lượng giáo dục Anh Quốc, mà còn mang tới môi trường lý tưởng cho việc dạy và học để mọi sinh viên đều nhận được nền giáo dục tốt nhất và cấp bằng Anh Quốc. Một lần nữa, chào mừng và cảm ơn tất cả các bạn đã đến tham dự và chúng tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại các bạn tại đây. Cũng theo đại diện nhà trường, học tập tại Trường Đại học Anh Quốc, sinh viên không chỉ được tích lũy các kiến thức học thuật chuyên sâu và cập nhật nhất, mà còn được tạo điều kiện để nuôi dưỡng tài năng, khả năng lãnh đạo và có cơ hội phát triển trong một môi trường giáo dục thân thiện, gắn kết thông qua các hoạt động thể thao và âm nhạc. Cơ sở Eco Park sẽ đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2018 với hệ thống phòng học lớn và hiện đại, khu văn phòng, khu tự học, khu họp nhóm gồm hàng nghìn đầu sách giấy và điện tử cùng khu rèn luyện thể chất dành cho sinh viên, giúp sinh viên có thể phát huy hết mọi khả năng của bản thân.